Dạ, kính chào Hội Thánh và mời Hội Thánh an toàn. Hồi tuần rồi chúng ta có nhớ là chúng ta được chia sẻ về sứ điệp mà có chủ đề là gì không ạ? Giảm. Dạ, đúng rồi. Cô Kim Loan nhớ rất đúng. Tuần rồi chúng ta đã được nghe sứ điệp chạm của cô Phương Trang. Cô là một sinh viên của lớp Kinh Thánh CSC. Cảm ơn Chúa, cô đã nói về một người phụ nữ bị rong huyết 12 năm. Bà đã có một sức khỏe càng ngày càng giảm dần, tốn biết bao nhiêu thời gian, tiền bạc để chữa trị, nhưng mà phải chịu cái cảnh là tiền mất tật mang. Trong sự khao khát được chữa lành bởi quyền năng của Chúa mà bà đã nghe, cho nên bà khao khát và bà len lỏi trong đám đông để làm gì ạ? Để cố tình chạm cho được áo của Chúa. Bởi vì bà nghĩ rằng khi bà chỉ cần chạm vào cái gấu áo của Chúa thôi thì bà cũng được chữa lành nữa. Chúng ta thấy rõ ràng đó là một đức tin lớn, đúng không ạ? Vì có đức tin lớn như vậy cho nên bà cố tình bà tìm cách chạm vào áo của Chúa. Và cảm ơn Chúa, người nào nhờ kệ Chúa thì không bao giờ bị hổ thẹn. Và sự ước ao của bà đã thành sự thật. Và hôm nay tôi muốn nối tiếp chủ đề chạm. Nhưng đó là cái chạm của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chạm với những nhân vật mà chúng ta học ở trong Kinh Thánh. Và mỗi một cái chạm của Ngài có mang một ý nghĩa, một mục đích khác nhau. Trước hết thì tôi sẽ cùng với ông bạn chị em xem cách Chúa chạm những ngư phủ ở trên biển hồ Galilee ở trong Luca đoạn 5. Anh chị em học CIC thì nhớ Luca đoạn 5 là nói về gì không ạ? Anh chị em có nhớ không? Chúng ta thảo luận rất nhiều về bài này mà, Luca đoạn 5. Dạ, đó là cái chạm của Chúa Giê-xu với những người ngư phủ. Họ là ai? Họ là những người sống bằng nghề đánh cá lâu năm ở trên biển hồ Galilee. Chúa Giê-xu đã đến với họ khi họ gặp thất bại bởi vì một đêm đánh bắt mệt mỏi nhưng không bắt được cái gì cả. Và chính lúc đó Chúa đến với họ. Chúa nói gì? Hãy chèo ra ngoài sâu và thả lưới, đánh một mẻ cá. Ông Phi-rơ là người chuyên nghiệp ở trên biển hồ Galilee, không biết đánh cá bao nhiêu năm rồi, rất rành luồng cá. Nhưng mà cả một đêm làm việc mệt mỏi, và bây giờ nó sáng rồi, mặt trời lên rồi, cá mà gặp mặt trời thì nó sẽ lặn xuống sâu hơn, đúng không? Và ông đã nói với Chúa rằng, không, chúng con đã làm cả một đêm không có được gì hết á. Nhưng mà bây giờ vì nhờ vâng lời Chúa, chúng con sẽ làm. Và họ đã học tập sự vâng lời Chúa. Họ đã đánh bắt một mẻ lưới nhiều đến độ mà lưới còn rách. Một thuyền chở không đủ, phải kêu thêm một thuyền nữa để chở. Và hai thuyền chất đầy cá đến nỗi mà thuyền gần chìm. Và chúng ta thấy rõ ràng đây là cách mà Chúa Giê-xu chạm đến những ngư phủ ở trên biển hồ Galilee. Bởi vì họ vô cùng ngạc nhiên, vô cùng sững sờ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì một mẻ cá hết sức là lớn, mà Kinh Thánh gọi là mẻ cá kỳ diệu, hay là mẻ cá diệu kỳ. Nãy các bạn quên cái từ này đúng không? Và chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa dùng phép lạ này để chạm đến những người ngư phủ trên biển hồ đó. Và sau đó thì Chúa phán với Phi-rơ điều gì ạ? Chúa phán với Phi-rơ điều gì? Phi-rơ, con đừng sợ, từ nay trở đi con sẽ cứu vớt người. Và sự đáp ứng của Phi-e-rơ, và chúng ta thấy rằng sự đáp ứng của tất cả các ngư phủ là gì? Chúng ta xem ở trong Luca đoạn 5 câu 11. Sự đáp ứng của họ là gì? Sao một cái cú chạm như vậy? Dạ, đúng rồi, họ kéo thuyền lên bờ, rồi họ bỏ tất cả để theo Ngài, để trở nên tay đánh lưới người. Và cái chạm của Chúa Giê-xu
đối với các ngư phủ là cái chạm để làm gì? Để kêu gọi và để thay đổi họ. Từ một người ngư phủ có một đời sống hết sức bình thường, đánh cá để nuôi bản thân mình và nuôi gia đình của mình. Bây giờ họ trở thành ai? Họ trở thành môn đồ của Chúa. Họ trở thành người làm công trong vương quốc thiên đàng. Họ không nuôi bằng cá, nhưng mà họ nuôi những người mà nghe họ đó, những người mà khao khát nơi thiên đàng đó. Họ đem sự sống đời đời đến cho những người chấp nhận thiên đàng, chấp nhận là con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa, từ trời cao vinh hiển, Chúa đã đến tìm và cứu chúng ta. Và Chúa khiến cuộc đời ta nên mới. Một sự thay đổi trong đời sống của chúng ta. Để chúng ta biết Chúa, tiếp nhận Chúa, sống cho Chúa, tận hiến cho Chúa. Bằng cách chia sẻ tình yêu của Chúa cho người khác. Đó là cái chạm, Chúa chạm những ngư phủ chuyên nghiệp trên biển hồ Galilee. Bây giờ cái chạm thứ hai là Chúa chạm đến những người bệnh tật. Sách Phúc Âm ghi lại rất nhiều lần Chúa Giêsu đã đi khắp nơi. Chúa đi từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi xa xăm hẻo lánh. Để làm gì? Để giảng về nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi tật bệnh. Và Ngài chữa lành mọi tật bệnh cũng theo nhiều cách khác nhau. Có khi Ngài yêu cầu người bệnh làm theo mạng lệnh của Chúa, giống như là hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi, phải không ạ? Có khi Ngài truyền lệnh cho ma quỷ là phải ra khỏi người bệnh. Có khi Ngài nắm tay đỡ dậy, như trường hợp bà nắm tay của bà Gia-phi-rơ để đỡ bà ấy dậy. Và đặc biệt, Chúa sờ chạm vào đôi mắt của người mù. Chúa sờ chạm vào thân thể của người phun. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 29 là Chúa sờ mắt người mù và mắt họ được sáng. Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 34, Chúa cũng sờ mắt của hai người mù và họ cũng được sáng. Nhưng mà đặc biệt là Chúa sờ chạm vào người phun. Người phun là ai? Dạ, người phun là, bây giờ chúng ta xem như là người bị cùi á. Họ phải tập trung một nơi, đúng không? Họ phải tập trung một nơi. Nhưng mà bây giờ thì còn có trung tâm để nuôi người bị phun. Nhưng mà ngày xưa của cái thời Chúa Giêsu đó, thì người phun phải tuân thủ theo luật pháp của Mô-xe. Họ phải sống nơi hang động vắng vẻ. Họ cách xa với tất cả mọi người. Họ hoàn toàn bị coi là ô uế. Nếu có một cái dịp nào đó, hoặc là nếu mà có việc cần đó mà họ phải đi ra mà gặp người ta đó, thì họ phải la lên là không tinh sạch, không tinh sạch. Để làm gì? Để người ta nghe và né tránh họ. Bởi vì đụng vào họ thì người đó cũng bị ô uế. Thì chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta biết rằng Chúa có nhiều cách để chữa trị. Tại sao Chúa phải rờ đến họ? Chúa rờ đến họ như vậy, Chúa không sợ bị lây ô uế của họ sao? Chúng ta có thể thắc mắc như vậy, phải không? Nhưng mà trong ánh mắt đầy thương xót, Chúa thấy họ là người đáng thương. Và trên hết mọi lý lẽ, trên hết mọi lý do, Chúa sờ chạm vào họ. Họ là những người đáng thương, cách xa người thân của mình, bị loại ra khỏi cộng đồng xã hội, bị loại ra khỏi cộng đồng đức tin. Người ta xa cách họ, nhưng mà Chúa đến gần và Chúa sờ chạm vào họ. Để ban cho họ sự yêu thương, sự quan tâm, và ban cho họ sự chữa lành, ban cho họ tất cả những gì mà họ vì bệnh tật đã bị mất. Chúng ta cảm ơn Chúa, cái chạm của Chúa là để chữa lành. Có người ví von thế giới này là một bệnh viện khổng lồ, mà mỗi người chúng ta là một bệnh nhân. Đúng không anh chị em? Rất là đúng, phải không?
Chúng ta thấy không, chúng ta sống một trong một cái xã hội đầy bất ổn, vi trùng lởn vởn chung quanh chúng ta trong không khí. Vi trùng có mặt ở trong nhà của chúng ta, nhà bếp, nhà tắm, phòng khách, tất cả những cái dụng cụ tay nắm, kể cả trong tủ lạnh, kể cả trong thực phẩm. Và bệnh tật rất là dễ xảy ra. Nhưng mà chúng ta tin rằng Chúa là đấng chữa lành. Ngài chữa lành cũng theo nhiều cách. Ngài có thể dùng thuốc men, Ngài có thể dùng những tiến bộ y học, Ngài dùng tay sự khôn ngoan của người bác sĩ, người y sĩ. Và đặc biệt là Ngài dùng cách siêu nhiên để chữa lành cho chúng ta. Mà chúng ta mới vừa nghe bạn của chúng ta là anh xem làm chứng khi nãy, phải không? Bác sĩ nói như thế nào? Anh chỉ sống 2 năm thôi, và không đi, không đứng gì được, không đi xe được, thậm chí không đi đâu một mình được, và sau 2 năm anh sẽ chết. Nhưng mà Chúa đã làm gì? Một bằng chứng sống mà chúng ta mới vừa nghe, Chúa chữa lành. Vì Chúa còn sử dụng bạn của chúng ta. Chúa cũng đã từng chữa lành cho ông bà anh chị em, và Chúa cũng đã từng chữa lành cho tôi. Để chúng ta còn tiếp tục khỏe mạnh, để chúng ta học về Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa. Không chỉ chữa lành về thể xác, Chúa chữa lành những tổn thương ở trong nội tâm của chúng ta. Có những tổn thương trong tình cảm, có những sự mất mát, có những sự đau buồn, Chúa chữa lành cho chúng ta. Thậm chí Chúa chữa lành những cái bệnh về tâm linh của chúng ta nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa vì nhờ Chúa chúng ta có một thân thể khỏe mạnh, có một tâm linh tươi mới, để chúng ta cứ tiếp tục trong sự phục vụ Chúa, tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống bình an trong mọi cảnh ngộ của đời sống mình. Đó là cái chạm thứ hai. Bây giờ là cái chạm thứ ba. Chúng ta có nhớ là một môn đồ của Chúa chém đứt tay của ai không ạ? Manchu, nói cũng chưa đúng chữ chu rồi đó. Và chúng ta biết rằng trong đêm mà Chúa Giêsu bị bắt đó, thì lúc bấy giờ Chúa ở trong vườn Gethsemane. Giu-đa là một trong 12 sứ đồ đã phản bội và đã dẫn người ta đi bắt Chúa. Ông dẫn một đội lính, rồi nhiều thuộc hạ của thầy thượng tế, rồi nhóm người Pharisee. Giu-đa biết chỗ của Chúa và các bạn của mình ở đâu trong vườn Gethsemane, cho nên ông ta dẫn đến đúng chốc địa chỉ đó, địa điểm đó. Và trong số những người đi đến để bắt Chúa có Manchu. Và khi thấy biến động thì ông Phi-rơ làm gì? Rất là nhanh chóng lấy gươm chém một cái đứt tay của Manchu. Và Chúa bảo dừng lại. Rồi Chúa đưa tay của Ngài sờ vào tay của Manchu và chữa lành cho. Manchu là ai? Manchu là đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, hay Kinh Thánh bản dịch mới gọi là thượng tế. Là một trong những người cầm gậy gộc vũ khí đến vườn Gethsemane để bắt Chúa đặng đem về, mà bắt Ngài phải chịu án tử, mà họ đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi đâu đó hết cả rồi. Vậy thì có phải Manchu là kẻ thù của Chúa không? Nằm ở trong nhóm bắt bớ Chúa, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đưa tay của Ngài để sờ chạm vào tay của Manchu và chữa lành cho Manchu. Cái chạm của Chúa đối với Manchu là cái chạm của sự tha thứ. Cái chạm của sự tha thứ. Còn chúng ta thì như thế nào? Chúng ta sẽ nói không, tôi là cơ đốc nhân, tôi đâu có giống như Manchu. Tôi không bắt bớ Chúa như Manchu. Nhưng mà ông bà anh chị em ơi, chúng ta còn hơn Manchu nữa. Tại sao tôi nói như vậy? Đó là khi nào mà chúng ta còn tệ hơn Manchu nữa? Đó là khi mà chúng ta đã để điều này điều khác ảnh hưởng đến đức tin của chúng ta, làm cho đức tin
trở nên yếu đuối. Đó là khi chúng ta quan tâm đến những người điều khác, quan tâm đến việc làm cho người ta vui, quan tâm đến việc thỏa mãn những ham muốn của mình, chứ không quan tâm đến ý muốn của Chúa. Đó là khi mà chúng ta nhìn mọi vật bằng đôi mắt thấy, chứ không phải bằng đôi mắt đức tin mà Chúa muốn. Nhiều lắm anh chị em, tôi chỉ đưa ra một vài trường hợp. Thì lúc bấy giờ chúng ta đang đóng đinh Chúa thêm một lần nữa. Chúng ta không phải bắt bớ Chúa, mà chúng ta còn đóng đinh Chúa thêm một lần nữa. Tác giả Hebrew đã nói ở trong Hebrew đoạn 6 câu 6. Nếu chúng ta làm những điều đó, thì chúng ta đóng đinh con của Đức Chúa Trời một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Cho nên ông bạn chị em ơi, hãy tra xét đời sống của mình. Hãy tra xét đời sống của mình để xem coi có điều gì đang khiến cho ông bạn chị em và tôi dự phần vào việc bắt bớ Chúa như mang chu, hay là dự phần vào việc đóng đinh Chúa thêm một lần nữa. Chúng ta hãy tra xét, và nếu chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở trong tình trạng như vậy, thì xin hãy mềm mại tấm lòng để ăn năn, để xin Chúa tha thứ, để xin Chúa làm mới lại tâm trí của mình, để đời sống đức tin của chúng ta được mạnh mẽ trở lại. Cái chạm của đối với mang chua là cái chạm tha thứ. Và nếu chúng ta nhận thấy mình sai trật, nhận thấy rằng mình đang bắt bớ Chúa, nhận thấy rằng mình đang đóng đinh Chúa thêm một lần nữa, mà chúng ta ăn năn tội lỗi của mình, thì Chúa cũng tha thứ chúng ta như Ngài đã tha thứ mang chua. Đó là cái chạm thứ ba. Bây giờ cái chạm thứ tư với Phi-e-rơ. Theo anh chị em thì Chúa chạm đến Phi-e-rơ lúc nào? Dạ đúng rồi, khi ông chối Chúa. Khi ông chối Chúa, Phi-e-rơ là ai? Là một trong những ngư phủ bỏ tất cả để theo Chúa Giê-xu. Nhưng khi đối diện với sự bắt bớ hết sức là khốc liệt, ông đã mạnh dạn chối bỏ Chúa để cứu mạng sống mình. Một người mạnh mẽ tuyên bố: con đồng sống đồng chết với Chúa. Mạnh mẽ tuyên bố rằng mấy người này không biết thì sao, nhưng mà con thì không bao giờ bỏ Chúa. Mạnh mẽ tuyên bố. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ sau thôi thì ông quên hết. Bởi vì sao? Bởi vì ông chú tâm đến sự sợ hãi. Ông sợ rằng người ta sẽ nhận ra ông là môn đồ của Chúa. Người ta đang bắt bớ Chúa kìa. Môn đồ của Chúa thì người ta bắt bớ luôn. Và có thể là cái sự hận thù nó đang dâng lên rất cao, họ thì giết Chúa và họ thì giết ông sao. Cho nên ông sợ chết và ông đã chối bỏ Chúa. Ông quên những lời ông đã nói. Ông quên rằng Chúa đang bị tra vấn. Chúa sẽ chịu thương khó vì ông và vì tất cả mọi người. Ông quên tất cả. Nhưng mà khi nghe tiếng gà gáy, không phải Phi-e-rơ quay lại nhìn Chúa, nhưng mà Chúa quay lại nhìn em Phi-e-rơ. Và có thể lúc đó Phi-e-rơ chợt nhớ là Chúa đã phán rằng đêm nay trước kia gà gáy con sẽ chối ta ba lần. Cho nên ông Phi-e-rơ cũng quay nhìn Chúa, và hai ánh mắt chạm vào nhau. Chúng ta nghĩ là Chúa có ánh mắt như thế nào đối với Phi-e-rơ? Tôi xin mượn lời của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm trong bài hát Khi Chúa Yên Lặng Nhìn. Lời bài hát như vậy: khi Chúa yên lặng nhìn, ánh mắt Ngài lặng nhìn Phi-e-rơ. Xin lỗi, khi Chúa lên thập hình, ánh mắt Ngài lặng nhìn Phi-e-rơ. Là lúc chín người chối Chúa ba lần, là lúc tiếng gà trống gáy vang rền, rồi người đi ra nghẹn ngào ăn năn khóc lóc đắng cay. Chúa đang ở trong dinh của thầy cả thượng phẩm. Chúa có biết là ông Phi-e-rơ đi ra ngoài khóc lóc đắng cay không? Biết không anh chị em? Biết chứ. Biết.
Và tôi tin rằng đôi mắt của Chúa chạm vào Phi-rơ là đôi mắt bao dung, là đôi mắt bao dung. Chúng ta cũng vậy. Trong quá khứ chắc đã từng có, trong hiện tại có thể chúng ta đang có, và trong tương lai chúng ta sẽ có. Khi chúng ta không dám công khai niềm tin của mình trước mọi người, thì đó có phải là chúng ta chối Chúa không? Phải không anh chị em? Khi chúng ta đi ăn, chúng ta không dám cầu nguyện là cảm ơn Chúa cho con đồ ăn này, bởi vì chung quanh chúng ta đông quá. Khi người ta bảo chúng ta rằng phải xóa cái lý lịch tin lành đi, thì sẽ được làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, sẽ được chức này, chức kia. Và chúng ta sẽ phân vân, chức thì cũng hơi khó kiếm, cho nên gạch bỏ chữ tin lành thì dễ hơn. Vậy đó có phải là cách chúng ta chối Chúa không? Có thể quá khứ, hiện tại và tương lai chúng ta đang vướng phải chuyện đó. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa ban ơn cho, và chúng ta tin chắc rằng nếu chúng ta ăn năn điều đó, nếu chúng ta sợ điều đó, tại vì nếu chúng ta chối Chúa trước mặt thiên hạ, thì Chúa sẽ chối chúng ta trước mặt Cha của Chúa ở trên trời. Và nếu chúng ta sợ điều đó, chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta ăn năn, thì chắc chắn Chúa sẽ chạm chúng ta bằng đôi mắt bao dung như Ngài đã chạm Phi-rơ. Và đó là cái chạm thứ tư. Cái chạm thứ năm, anh chị em đừng lo, tôi chỉ có 5 cái chạm thôi, không có dài lắm đâu. Cái chạm thứ năm là cái chạm của Chúa đối với các ngư phủ. Ồ, hồi nãy chúng ta đã nói Chúa chạm các ngư phủ rồi, bây giờ chúng ta lại nói Chúa chạm các ngư phủ nữa. Nhưng mà nó mới chứ không phải cũ anh chị em. Vậy giờ chúng ta có thể xem ở trong Văn đoạn 21. Bối cảnh lúc này là Chúa Giê-xu đã phục sinh. Chúa Giê-xu đã hiện ra ít nhất 2 lần với các môn đồ ở tại phòng cao. Chúng ta có nhớ là Chúa Giê-xu đã đến với họ trong lúc phòng cao đóng cửa mà Chúa xuất hiện ở giữa họ không? Một lần không có Thô-ma và một lần có Thô-ma không ạ? Dạ. Và sau đó thì các môn đồ của Chúa về Galilee. Chúng ta không có biết, tại vì Kinh Thánh không nói, nhưng mà chúng ta có thể đoán được tâm trạng của họ. Có lẽ là trống rỗng, có lẽ là lo buồn, bởi vì bây giờ Chúa không ở với họ nữa. Cái này là tôi nghĩ như vậy. Ông Phi-rơ nói với các bạn của mình, ở trong nhóm môn đồ đó là có 7 người. Ông Phi-rơ nói với lại những môn đồ của mình rằng, những bạn của mình rằng, tôi sẽ đi đánh cá. Chúng ta không có hiểu rằng ông Phi-rơ đi đánh cá là tại vì bây giờ thời gian rảnh ông đi đánh cá, hay là bây giờ Chúa đã sống lại rồi lúc Chúa có mặt, lúc Chúa không có mặt bên cạnh của họ, và bây giờ ông Phi-rơ muốn trở lại nghề cũ hay như thế nào đó chúng ta không biết. Nhưng mà ông đề xướng tôi đi đánh cá, và 6 người bạn của ông đồng ý đi chung với ông. Nhưng mà nếu chúng ta xem ở trong Tin Lành Giăng đoạn 21, chúng ta sẽ thấy rằng suốt cả đêm đó họ cũng không đánh bắt được gì cả. Nó giống như Luca đoạn 5 không? Giống không anh chị em? Suốt một đêm không đánh bắt gì được cả. Thì bây giờ Chúa đến với họ, Chúa bảo họ làm gì ạ? Hãy thả lưới bên phải của thuyền thì các con sẽ được. Bây giờ họ không có lý luận gì cả. Có lẽ là cái mạng lệnh đó, họ nhớ cái mạng lệnh đó giống như cách đó khoảng 3 năm họ đã từng nghe rồi. Bây giờ họ lập tức vâng lời Chúa và họ thả lưới bên mạng thuyền, bên hữu thuyền. Và kết quả là gì? Kết quả là họ có 153 con cá lớn. Chúng ta thử nghĩ, 153 con cá lớn, chúng ta không biết nó lớn cỡ nào, nhưng mà nó là 153 con cá lớn chở đầy thuyền. Lại một mẻ lưới kỳ diệu nữa, đúng không? Nhưng mà hai bối cảnh khác nhau, hai thời điểm khác nhau. Vậy thì lúc trước nếu mà Chúa chạm họ, Chúa chạm những ngư phủ ở trên biển hồ Galilee là để kêu gọi họ, để thay đổi họ. Thì bây giờ theo anh chị em, Chúa chạm những người ngư phủ bây giờ là sứ đồ của Chúa rồi,
Chúa chạm vào bảy người đó với mục đích gì? Mục đích gì anh chị em? Nó có giống cái chạm của 3 năm về trước không? Có người lắc đầu nhưng mà hỏi là chạm với mục đích gì? Dạ, mục đích là để cho họ bình an. Và đặc biệt là phục hồi họ, đúng không? Phục hồi họ. Và cái chạm này là cái chạm mà Chúa muốn phục hồi họ. Sự hiện diện của Chúa là một cái chạm rất là mạnh mẽ. Rất là mạnh mẽ đối với những ngư phủ đang bối rối, mình không biết sẽ làm gì. Đối với những ngư phủ mà ngư phủ là sứ đồ đó, đang bối rối, không biết những ngày tới mình sẽ làm gì. Và chẳng những Chúa chạm để Chúa phục hồi họ, mà Chúa còn trao mạng lệnh cho họ nữa. Và chúng ta thấy khi mà tất cả đã lên bờ thì họ được Chúa mời ăn. Thức ăn bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Và chính tay Chúa lấy bánh, lấy cá đưa cho môn đồ của mình. Điều đó có phải là một cái sự chạm rất là mạnh đối với họ không? Sự chạm đó làm cho cái sự trống vắng ở trong tâm hồn của họ được lấp đầy. Cái sự chạm đó làm cho sự bối rối, lo âu trở nên niềm vui và sự bình an. Và cái chạm đó còn mang một ý nghĩa phục hồi, còn mang một ý nghĩa là trao mạng lệnh. Tại vì sau khi ăn uống xong, Chúa có một buổi nói chuyện, một cuộc nói chuyện với Phi-e-rơ. Chúng ta có nhớ là Chúa hỏi Phi-e-rơ điều gì không ạ? Ngươi yêu ta chăng? Hỏi mấy lần? Hỏi 3 lần. Và ông Phi-e-rơ lòng rất là đau, bởi vì không biết tại sao mà Chúa hỏi đến 3 lần. Bộ con nói Chúa không tin hay sao mà Chúa nói tiếp hỏi tới 3 lần. Ở đây chúng ta không phân tích rõ cái điều đó, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là khi ông Phi-e-rơ 3 lần đều khẳng định rằng con yêu Chúa, thì Chúa giao trách nhiệm gì? Chúa giao trách nhiệm là chăn chiên ta. Chúa chỉ giao bầy chiên của Chúa cho người yêu mến Chúa. Chúa không giao bầy chiên của Chúa cho người không yêu kính Chúa đâu. Khi Phi-e-rơ khẳng định rằng mình yêu mến Chúa, mình yêu kính Chúa, thì Chúa giao cho ông trách nhiệm chăn bầy. Và tôi tin rằng trách nhiệm đó, sứ mệnh đó, Chúa cũng giao cho 6 môn đồ đang nghe trong cái cuộc nói chuyện đó. Chúa chỉ giao bầy chiên của Chúa cho những người yêu mến Chúa. Ai yêu kính Chúa thì dù cho công việc chăn bầy có khó khăn cỡ nào đi nữa, người đó sẽ chịu thương, chịu khó, người đó sẽ kiên nhẫn, người đó sẽ dùng lời của Chúa để nuôi dưỡng bầy chiên, bảo vệ bầy chiên khỏi thú dữ là tà giáo. Ai yêu kính Chúa sẽ trở thành người chăn thật. Người chăn thật sẵn sàng hy sinh vì bầy chiên của mình, như Chúa Giê-xu đã sẵn sàng hy sinh để bảo vệ hội thánh. Cho nên chúng ta hãy xét xem chúng ta là người chăn như thế nào. Chúa giao chúng ta bầy nhỏ chăn một người, là con của mình, là cháu của mình, là em của mình, hay là Chúa giao cho mình 2 người, 3 người, 5 người, 7 người, 10 người, hay là hội thánh của Chúa. Chúng ta đang là người chăn thật, yêu kính Chúa và yêu thương chiên của Chúa, hay chúng ta đang có một cái điều gì đó đánh mất phẩm chất của một người chăn thật? Xin Chúa giúp đỡ cho để chúng ta là người yêu kính Chúa, để chúng ta chăn bầy chiên của Chúa, đem chiên của Chúa đến mé nước bình tĩnh, đến đồng cỏ xanh tươi. Kính thưa hội thánh, Chúa Giê-xu đã có những cái chạm đối với những con người đồng thời của Chúa. Chúa chạm nhiều cách, đúng không ạ? Chúa chạm để kêu gọi, Chúa chạm để tha thứ,
Chúa chạm để phục hồi, Chúa chạm để chữa bệnh, Chúa chạm để trao ban sứ mạng. Chúng ta cảm ơn Chúa. Còn có thể có những cái chạm khác nữa. Có thể có những cái chạm khác để cáo trách tội lỗi ở trong con người của chúng ta. Có thể có những cái chạm để tỉa sửa những sai trật trong đời sống của chúng ta. Và có thể có những cái chạm để tỉa, để xén, giống như là người ta xén cái nhánh nho để cho nó kết quả vậy đó. Chứ không chỉ là những cái chạm mà chúng ta mới vừa học. Có những cái chạm khác trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vậy thì xin ông bà anh chị em hãy nhớ lại rằng trong quá khứ và trong hiện tại, Chúa đã chạm anh chị em như thế nào? Và cái cú chạm của Chúa đã đưa anh chị em đến như thế nào? Thay đổi anh chị em như thế nào? Có những cái chạm hết sức là dễ chịu. Nếu chúng ta đang bệnh mà Chúa chạm vào chữa lành, cảm ơn Chúa. Nhưng mà có những cái chạm đòi hỏi sự thay đổi, thì chúng ta có sẵn sàng để thay đổi? Hay là chúng ta đang phân vân giữa cái việc làm theo ý muốn Chúa và làm theo ý muốn của mình? Cầu xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ anh chị em để chúng ta đón nhận cái chạm của Chúa và vâng phục làm theo như những nhân vật mà chúng ta mới vừa học. Có một người phụ nữ, cô ấy đã nhận được sự đụng chạm của Chúa và cô ấy đã học tập cách để chạm vào người khác. Tôi xin dùng lời của cô ấy để đọc cho các anh chị nghe Chúa chạm cô ấy như thế nào. Cái thứ nhất, cô ấy nói rằng: Ngài đã đến và đụng chạm vào trái tim tôi qua những lần tôi để mình chìm trong sự tĩnh lặng, sự cô đơn của cõi lòng và những đêm dài trăn trở với những suy tư. Ngài đã đến gõ cửa tâm hồn tôi. Tiếng nói của Ngài như vang lên, như thôi thúc tôi hãy mở cửa lòng ra nhiều hơn. Rồi tôi đã thấy những điều kỳ diệu Chúa làm cho cuộc đời tôi. Đó là một người phụ nữ đã chấp nhận sự chạm của Chúa và đã thấy Chúa làm cho cô ấy những điều tốt hơn. Và bây giờ tôi sẽ đọc lời của cô ấy làm chứng và cô ấy đã chạm người khác như thế nào. Rồi khi tôi đến với chị em bằng một con tim rộng mở thì mọi chuyện trở nên tốt hơn. Dần dần tôi có thể chia sẻ, tôi có thể đụng chạm vào trái tim của những người bạn. Và chính bản thân tôi cũng được nhắc nhở, cũng được xoa dịu mỗi khi mệt mỏi chán chường. Anh chị em thấy rõ ràng không? Khi mà mình học tập vâng lời Chúa, mình đụng chạm đến người khác, mình đem lại sự an ủi, mình đem lại sự khích lệ cho người khác, thì mình cũng nhận được sự yên ủi cho chính bản thân mình nữa. Như vậy thì cái chạm đó nó có thể có hai, nó có tác động hai chiều, phải không ạ? Vậy thì hỏi ông bạn chị em hội thánh của Chúa, chúng ta hãy tìm cách chạm vào người khác. Chúng ta đã nhận bao nhiêu lần những cái cú chạm của Chúa trong cuộc đời mình, thì bây giờ chúng ta hãy học tập tìm cách chạm vào người khác. Đặc biệt là mùa Giáng sinh năm nay, với mục vụ của đêm 24, chúng ta hãy chạm vào người khác bằng cách cầu nguyện cho mục vụ của hội thánh. Chúng ta chạm vào người khác bằng sự đóng góp, bằng sự dự phần, để chúng ta có thể mang niềm vui dù là nhỏ cho những người neo đơn, những người đang gặp khó khăn ngoài phố. Chúng ta cũng có thể mang niềm vui đến cho những người mà có thể là khá giả hơn chúng ta, nhưng họ vẫn là những người cần Chúa. Cho nên xin ông bà anh chị em hãy cùng với tôi dự phần trong mục vụ tối 24 để đụng chạm đến những con người ở ngoài hội thánh của Chúa. Chúa cho chúng ta có cơ hội đi ra và chúng ta hãy đưa bàn tay của chúng ta chạm đến những con người đó. Mình xin Chúa ban ơn cho để ông bà anh chị em hỗ trợ hội thánh
trong những mục vụ đụng chạm đến cộng đồng. Amen.